Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 6 ngày 28 tháng 8. Và bây giờ như thường lệ, mời quý vị và các bạn đến với những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đón huân chương lao động hạng nhất và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19. Tân Quang, xã hai lần được phong tặng danh hiệu anh hùng, luôn đi đầu trong mọi phong trào. Nhiều hợp tác xã ở thành phố Hưng Yên tiêu thụ nhãn thuận lợi, đem lại thu nhập ổn định cho người sản xuất. Trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên, 3 học sinh là thủ khoa các khối thi của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lễ đón huân chương lao động hạng nhất và gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Văn phòng Cơ quan Hành chính Nhà nước 28 tháng 8 năm 1945, 28 tháng 8 năm 2020. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Doãn Thế Cường, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Toàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các thế hệ cán bộ công chức nhân viên cơ quan văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 75 năm qua, trải qua từng giai đoạn lịch sử, Văn phòng Ủy ban Hành chính tỉnh, nay là Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, luôn xứng đáng là cơ quan tham mưu, tổng hợp và giúp việc tin cậy của chính quyền các cấp. Nhất là từ năm 1997, tỉnh Hưng Yên được tái lập, đến nay các thế hệ cán bộ công chức viên chức, người lao động Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có ý thức trách nhiệm và tổ chức kỷ luật cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, giúp việc đắc lực cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh cho công tác chỉ đạo điều hành, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng. Đẩy mạnh theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao, là lực lượng nòng cốt phối hợp tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các sự kiện, các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư theo đúng quy định, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, đặc biệt cho công tác phòng chống dịch COVID-19, cán bộ công chức viên chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời nắm tình hình, tham mưu đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh chỉ đạo và triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp góp phần ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Với những đóng góp tích cực trên các lĩnh vực công tác, góp phần không nhỏ vào kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Văn phòng Cơ quan Hành chính Nhà nước, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao huân chương lao động hạng nhất cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có thành tích xuất sắc cho công tác từ năm 2015 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Nguyễn Văn Đạt, nguyên giám đốc Trung tâm Tin học và công báo Ủy ban nhân dân tỉnh. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có thành tích xuất sắc thực hiện tốt các phong trào thi đua cũng được Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng biểu dương những kết quả Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới, cán bộ công chức viên chức, người lao động Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phải tiếp tục ra sức học tập và rèn luyện, nỗ lực phấn đấu, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào đều trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, phấn đấu làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tận tụy và sáng tạo, chuyên cần trong công việc, nhất là trong công tác tổng hợp, tham mưu, bảo đảm kịp thời, đầy đủ, chính xác, có chất lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới. Trong năm tới, Văn phòng Ủy ban tỉnh cần tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp và phục vụ hoạt động chỉ đạo điều hành của Ủy ban tỉnh, Chủ tịch Ủy ban tỉnh xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng then chốt của cơ quan văn phòng Ủy ban nhân tỉnh. Công tác tham mưu tổng hợp, xử lý thông tin phải đảm bảo tính trung thực, đúng đắn, khách quan, chủ động đề xuất giải quyết khó khăn, vướng mắc nảy sinh, chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh,
Ủy ban các huyện, thị xã, thành phố xây dựng chương trình kế hoạch công tác của Ủy ban tỉnh trên cơ sở bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công và kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh, xây dựng chính quyền điện tử hiệu quả, thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo điều hành các chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, nhằm tạo điều kiện để người dân và cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận các thông tin đầy đủ về kinh tế xã hội, các chương trình chính sách của tỉnh cũng như của đất nước, chấp hành và thực hiện đúng quy chế làm việc của Văn phòng Ủy ban tỉnh, không để tồn đọng công việc, khắc phục triệt để tình trạng văn bản chậm được giải quyết, nhằm đảm bảo các văn bản chỉ đạo của Ủy ban tỉnh ban hành được triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời và có hiệu quả cao nhất. Sáng nay, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19. Sự hội nghị có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, chủ trì hội nghị. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo tỉnh, tính đến 16 giờ ngày 27 tháng 8, tỉnh chưa ghi nhận ca bệnh mắc COVID-19. Toàn tỉnh hiện nay đang cách ly 778 người. Tỉnh đã chỉ đạo khẩn trương rà soát, xác minh các đối tượng nguy cơ và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với sự kiện có hai đối tượng nguy cơ từ Hải Dương về tỉnh Hưng Yên. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng yêu cầu các địa phương đơn vị nhanh chóng kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 ở cơ sở, chuẩn bị chu đáo các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế phục vụ công tác xét nghiệm kịp thời, hiệu quả, xử lý nghiêm các tập thể cá nhân không chấp hành thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, hoàn thành công tác kiểm tra lần 1 công tác phòng chống dịch ở 5 huyện còn lại và xây dựng phương án kiểm tra cấp tỉnh, quản lý chặt chẽ các cơ sở cách ly tập trung và cách ly tại khách sạn đối với chuyên gia nước ngoài, tiếp tục thực hiện việc truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan đến các ổ dịch. Các ca bệnh xác định, các bệnh nghi ngờ, tiến hành ngay việc cách ly y tế phù hợp theo quy định 14 ngày kể từ khi tiếp xúc lần cuối cùng với ca bệnh hoặc đối tượng có nguy cơ cao. Duy trì hoạt động và phát huy hiệu quả của 13 chốt kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh, tăng cường tuyên truyền các nội dung về hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là cài đặt phần mềm ứng dụng Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm COVID-19. Có phương án hỗ trợ đưa công dân Hưng Yên đang ở Đà Nẵng có nhu cầu về quê sinh sống, làm ăn, chuẩn bị tốt các điều kiện cho lễ khai giảng năm học 2020-2021 bảo đảm an toàn, tiết kiệm. Nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày truyền thống ngành văn hóa 28 tháng 8, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hưng Yên tổ chức trưng bày các chuyên đề Đảng bộ tỉnh Hưng Yên qua các thời kỳ đại hội, ngành văn hóa thể thao và du lịch Hưng Yên 75 năm xây dựng và phát triển. Chuyên đề gồm 5 chủ đề Đảng bộ tỉnh Hưng Yên qua các kỳ đại hội, giới thiệu về quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, khẳng định vai trò uy tín, năng lực của Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo nhân dân góp phần cùng cả dân tộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như những thành tựu to lớn đạt được trong phát triển kinh tế văn hóa xã hội của tỉnh. Đây cũng là hành động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 trong thời gian tới đây và hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Chuyên đề ngành văn hóa thể thao và du lịch Hưng Yên 75 năm xây dựng và phát triển với 3 chủ đề, các hiện vật sẽ được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Hưng Yên đến hết ngày 31 tháng 10. Nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức thăm, chuyển quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ quân đội nghỉ hưu và chuyển ngành tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Đợt này, thủ ủy quyền của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng cho các gia đình cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa. Tại các gia đình chính sách, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã bày tỏ sự tri ân trước những công lao đóng góp của các đồng chí trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đồng thời ân cần thăm hỏi, chúc các lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa luôn mạnh khỏe, phát huy tốt phẩm chất tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu chấp hành và động viên con cháu chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, luật nghĩa vụ quân sự,
cùng cấp ủy chính quyền xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Thưa quý vị và các bạn, năm 1999, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, phát huy tinh thần yêu nước với truyền thống cách mạng của quê hương. Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ và nhân dân xã Tân Quang đã không ngừng nỗ lực vươn lên và đạt được nhiều thành quả trên mọi lĩnh vực. Kết quả, năm 2009, Tân Quang đã vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Phát huy truyền thống cách mạng hào hùng cùng những thành tích đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tân Quang ra sức thi đua dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp. Đến nay, các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu của địa phương đã được đầu tư nâng cấp xây dựng. 100% tuyến đường giao thông nông thôn được bê tông hóa, các cấp học và trạm y tế được đầu tư xây dựng khang trang. Cảm nhận đối với cái đời sống nhân dân xã Tân Quang thì càng ngày càng đi lên. Cái diện mạo của quê hương Tân Quang là rất phát triển. Hiện Tân Quang luôn là đơn vị đi đầu trong phát triển kinh tế xã hội của huyện Văn Lâm và tỉnh Hưng Yên. Đơn cử như trong việc thực hiện dồn điền đổi thửa, chuyển đổi ruộng đất nông nghiệp canh tác kém hiệu quả sang sản xuất, công nghiệp hay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thì Tân Quang luôn là đơn vị tiêu biểu đi đầu của tỉnh Hưng Yên. Xã đã được công nhận đô thị loại 4 và đang dồn sức để về đích nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2020. Có những ngõ xóm khi chưa có chủ trương mà dân đã tự nguyện xin để đóng góp xây dựng đường. Thế ví dụ như ở dưới Tam Bảo là một số đoạn đường lúc chưa có chủ trương là dân đã làm trước và làm được rất nhiều. Nhau biểu ấy. Sau khi có chủ trương thì hỗ trợ của xã thì dân lại càng ủng hộ, cho nên toàn bộ ngõ xóm hầu như là bê tông hóa hết. Với tinh thần là chúng tôi phải xác định cho nhân dân trước hết là xây dựng phát triển kinh tế địa phương. Đó là mục tiêu, nhưng trong những mục tiêu đó thì làm sao mà chúng tôi thấy nhiệm vụ đó là phải xây dựng cho nhân dân môi trường tốt. Thứ hai là phải có những hệ thống hạ tầng tốt. Thứ ba là phải đảm bảo các nội dung về phát triển về kinh tế bền vững và đặc biệt là nội dung về cải cách thủ tục hành chính cho tốt. Về Tân Quang hôm nay là những cụm công nghiệp, những làng nghề nổi tiếng cùng với hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu khang trang. Đó chính là minh chứng sống cho sự thay da đổi thịt của vùng quê hai lần được phong tặng danh hiệu anh hùng. Làng quê cách mạng ngày ấy giờ đây đã trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua lao động, sản xuất. Đời sống của người dân không ngừng được nâng cao. Thực sự xin được tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Đến thời điểm này, các diện tích nhãn trên địa bàn tỉnh đã cơ bản thu hoạch xong, đạt trên 90% diện tích. Trong đó, trà nhãn sớm cho thu hoạch từ ngày 15 đến ngày 30 tháng 7 với diện tích trên 400 ha, sản lượng đạt 3.000 tấn quả. Trà chính vụ thu hoạch rộ từ ngày 5 đến ngày 25 tháng 8, diện tích khoảng 2,5 nghìn ha cho sản lượng đạt 33.000 tấn. Còn lại 1,9 nghìn ha nhãn trà muộn tập trung nhiều ở huyện Khoái Châu và một số ít ở thành phố Hưng Yên, hiện nay đã thu hoạch được gần 12.000 tấn quả. Sản lượng nhãn toàn tỉnh hiện nay còn trên 2.000 tấn, với các giống nhãn chủ yếu như Miền Thiết, nhãn Khoái Châu T2, T6. Hiện nay giá nhãn cao hơn so với chính vụ, dao động từ 16 đến 20.000 đồng 1 kg, nhãn ngon đặc sản từ 30 đến 45.000 đồng 1 kg. Nhờ đẩy mạnh áp dụng kỹ thuật thâm canh, giải vụ, nên thời gian thu hoạch nhãn của một số hộ dân trên địa bàn tỉnh dài hơn, mang lại hiệu quả cao hơn cho người nông dân. Mặc dù sản lượng nhãn tăng cao lại chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song do đẩy mạnh chăm sóc kết hợp với quảng bá giới thiệu sản phẩm, nên việc tiêu thụ nhãn năm 2020 trên địa bàn thành phố Hưng Yên vẫn diễn ra thuận lợi và đem lại thu nhập ổn định cho người sản xuất. Nhận thấy sản lượng nhãn ngày một tăng cao sẽ khó khăn cho việc tiêu thụ, nên 62 thành viên của Hợp tác xã Nhãn Lồng Quảng Châu đã thống nhất
ngoài việc cùng nhau chăm sóc nhãn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, áp dụng khoa học kỹ thuật để nhãn được thu vào trà sớm, còn đẩy mạnh quảng bá để giới thiệu sản phẩm tới các đơn vị thu mua. Nhờ đó, đến thời điểm hiện tại, 180 tấn nhãn của hợp tác xã đã được tiêu thụ hết. Năm 2020 thì gia đình nhà tôi cũng vẫn áp dụng theo cái khoa học kỹ thuật để xử lý nó ra sớm thì bán có hiệu quả. Giá chúng tôi bán tại vườn là đầu vụ là giá 25.000 kg. Là người ta cũng đến tận vườn người ta thu mua, thế là cuối mùa thì được 19-20. Một số hộ tức là đi trước áp dụng cái tiến bộ khoa học kỹ thuật, họ xử lý nhãn tức là cho ra hoa sớm, đậu quả sớm thì cái thời vụ đó rất được giá. Tuy là sản lượng nhiều nhưng mà bà con vẫn tiêu thụ hết. Trong cái thời gian tới đấy là chúng tôi tích cực tuyên truyền bà con nông dân áp dụng cái thành tựu khoa học kỹ thuật, đặc biệt là sản xuất theo cái tiêu chuẩn Việt Gáp để nhằm quảng bá cái hình ảnh cái đặc sản nhãn của Quảng Châu, giúp bà con nông dân tiêu thụ sản phẩm được một cách dễ dàng. Thời điểm hiện tại, gia đình ông Lê Đình Thi, thôn Phương Trung, xã Phương Triều đã thu hoạch hết nhãn và đang tiến hành tỉa cành tạo tán, bổ sung dưỡng chất cho cây để phục vụ cho vụ nhãn năm sau. Ông Thi cho biết, do trồng và chăm sóc các giống nhãn Hương Chi, Đường Phèn cho mẫu mã đẹp, vị ngọt thơm, nên 10 năm trở lại đây, năm nào nhãn của gia đình cũng được khách hàng từ các tỉnh thành như Quảng Ninh, Hà Nội, Thái Bình đặt hàng thu mua. Nhờ vậy, nhãn thu hoạch đến đâu được bán hết đến đó. Tạo ra cái chùm nhãn đẹp này, quả ngon, chùm đẹp, mã đẹp. Thì đương nhiên thị trường vẫn tiêu thụ cỡ khoảng nếu đầu mùa là cỡ khoảng 30-35 nghìn, tận cuối mùa gần đến 29 vẫn phải là 25 nghìn. Theo thống kê của phòng kinh tế thành phố Hưng Yên, vụ nhãn năm 2020 toàn thành phố được thu 13.000 tấn quả và hiện đã thu hoạch được trên 90% sản lượng. Sản lượng còn lại sẽ thu hoạch xong trước ngày 5 tháng 9 tới. Dù sản lượng nhãn tăng cao, song do đẩy mạnh xúc tiến tiêu thụ kết hợp với tăng các lò sấy nhãn đã giúp cho việc tiêu thụ nhãn và các sản phẩm từ nhãn của bà con diễn ra thuận lợi. Hiện thành phố đang tập trung hướng dẫn bà con các biện pháp chăm sóc, cắt tỉa để tạo tiền đề giúp tăng năng suất, chất lượng cho vụ nhãn năm sau. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối ngày 16 tháng 7 vừa qua, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã phản ánh về tình trạng người dân thôn Long Cầu, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ nhiều ngày không có nước sạch và để sử dụng. Và ngay sau đó, ngành chức năng và công ty cổ phần nước sạch Phù Tiên, đơn vị cấp nước cho thôn Long Cầu đã khẩn trương vào cuộc khắc phục sự cố và đến nay, người dân thôn Long Cầu đã có nước sạch ổn định để sử dụng. Cụ thể, ngày 20 tháng 7 năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hưng Yên đã có công văn số 631 yêu cầu Công ty Cổ phần Nước sạch Phù Tiên thực hiện ngay các biện pháp cần thiết để cấp nước ổn định cho các hộ dân trong phân vùng cấp nước được giao, đặc biệt là các hộ dân ở thôn Long Cầu. Ngày 23 tháng 7, Công ty Cổ phần Nước sạch Phù Tiên bắt đầu triển khai lắp đặt đường ống để đưa nước từ trạm nước sạch thị trấn Trần Cao về. Nhờ đó, hơn nửa tháng nay, người dân thôn Long Cầu đã có nước sạch sử dụng. Thời gian cấp nước là 24 giờ mỗi ngày, áp lực đẩy nước tốt. Ngay hôm sau phát phóng sự, thì Sở Nông nghiệp đã cử cán bộ cùng với Phòng Nông nghiệp huyện Phù Cừ. Thế và hai đồng chí giám đốc và phó giám đốc của doanh nghiệp nước sạch Phù Tiên cùng với lãnh đạo xã đã về làm việc tại thôn để kiểm chứng cụ thể xem cái phóng sự có chuẩn hay không. Thế từ khi mà phóng sự phát cho đến khi người dân có nước sạch nó tầm khoảng từ 7 đến 10 ngày. Thưa quý vị và các bạn, trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020, trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên có nhiều học sinh đạt điểm cao, trong đó có 3 học sinh là thủ khoa các khối A, B và C của. Với tổng số điểm 29,75, trong đó môn Toán và Hóa học đạt 10 điểm, môn Sinh học 9,75 điểm. Đỗ Quang Linh lớp 12 toán 1 không chỉ là thí sinh duy nhất của tỉnh Hưng Yên đạt 2 điểm 10 mà còn là thủ khoa khối B toàn tỉnh. Cùng với Linh, hai học sinh Nguyễn Thị Hương Giang lớp 12 toán 1 đạt 29,3 điểm và Vũ Ngọc Mai lớp 12 văn đạt 28,3 điểm là thủ khoa khối A và khối C toàn tỉnh. Làm tốt những bài của các thầy cô dạy trên lớp thì em sẽ phát triển ra được cái hướng học của riêng mình. Một ngày em học chắc khoảng 8 tiếng. Còn lại là em dành cái gọi là thể thao và giải trí. Không chỉ vậy, toàn trường có 12 thí sinh có bài thi đạt điểm 10, trong đó em Trần Thị Ngọc Anh, lớp 12 Anh 1 là thí sinh duy nhất của tỉnh đạt điểm 10 môn tiếng Anh. Nhà trường còn dẫn đầu toàn tỉnh về số học sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển đại học trên 27 điểm. Kết quả này không chỉ góp phần làm giàu đẹp truyền thống của nhà trường mà còn khẳng định vị thế của đơn vị giáo dục mũi nhọn của tỉnh. Sau đây là tin công an huyện Yên Mỹ liên tiếp bắt giữ 4 vụ đánh bạc ghi số đề.
Cụ thể vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 23 tháng 8, lực lượng công an huyện Yên Mỹ đã bất ngờ kiểm tra và bắt quả tang 4 người tham gia chơi đánh bạc bằng hình thức đánh chắn tại ngay nhà chị Nguyễn Thị Đỗ, có địa chỉ tại thôn Tử Dương, xã Lý Thường Kiệt. Trong đó, thu giữ dưới chiếu bạc tổng số tiền là hơn 5 triệu đồng và vật chứng liên quan. Ngoài ra, trong ngày 25 tháng 8, lực lượng công an huyện đã tổ chức bắt giữ liên tiếp 3 vụ đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đề gồm Lê Thị Thủy, Vũ Thị Lãng, Đỗ Văn Duy ở thôn Liêu Trung và thôn Hảo thuộc địa bàn xã Liêu Xá với số tiền gần 12 triệu đồng và vật chứng. Hiện vụ việc trên đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý. Kính mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, sau cuộc điều tra gây rúng động của hãng Al Jazeera về các vụ mua bán hộ chiếu Cộng hòa Síp của giới siêu giàu, Liên minh châu đang xem xét các hành động mạnh tay với chương trình đổi tiền lấy thị thực và hộ chiếu của quốc gia này cũng như trên toàn châu Âu. Cao ủy tư pháp của Liên minh châu Âu, ông Didier Zeder xác nhận, khối này đang cân nhắc tiến hành các động thái pháp lý chống lại Cộng hòa Síp. Bản thân ông muốn chương trình hộ chiếu vàng của Síp bị bãi bỏ hoàn toàn. Động thái chỉ diễn ra vài ngày sau khi đài Al Jazeera công bố điều tra về chương trình đầu tư Síp, trong đó các cá nhân nước ngoài chỉ cần bỏ ra 2 triệu euro là có thể sở hữu hộ chiếu của EU do Cộng hòa Síp cung cấp. Điều tra cũng cho thấy, trong các hồ sơ xin quốc tịch, Síp đã bỏ qua việc thẩm định hàng chục trường hợp là các quan chức nước ngoài có vấn đề. Các cá nhân đã bị kết án hoặc trốn thuế. Căng thẳng giữa chính quyền Australia và Trung Quốc tiếp tục gia tăng khi Australia được cho là đang tìm cách để có thể ngăn chặn hoặc hủy bỏ thỏa thuận vành đai con đường mà bang Victoria của nước này đã ký với Trung Quốc. Thủ tướng Australia ông Scott Morrison đang trong nỗ lực hợp pháp hóa quyền phủ quyết hoặc hủy bỏ của chính phủ Australia đối với các thỏa thuận mà chính quyền các bang đã ký với các nước. Động thái diễn ra sau khi chính quyền bang Victoria của Australia ký thỏa thuận năm ngoái nhằm tham gia sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc. Dù Trung Quốc hiện tại vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Australia, quan hệ giữa hai bên đã đi xuống đáng kể kể từ khi Australia ban hành lệnh cấm tập đoàn Trung Quốc Huawei tham gia mạng 5G. Vào tháng 4 vừa qua, căng thẳng đã trở nên nóng hơn khi chính quyền ông Morrison kêu gọi mở cuộc điều tra quốc tế độc lập về nguồn gốc của COVID-19. Thái Lan đang chuẩn bị kế hoạch đón du khách nước ngoài để có thể khôi phục ngành du lịch bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19. Trong kế hoạch này, các hãng hàng không Thái Lan đã sẵn sàng thu xếp các chuyến bay thuê bao từ 6 nước và vùng lãnh thổ tới hòn đảo nghỉ dưỡng Phuket nổi tiếng của Thái Lan. Các chuyến bay sẽ được bắt đầu vào cuối tháng 11 năm 2020 và sẽ tăng chuyến nếu thấy nhu cầu tăng lên. Hiện nay, các doanh nghiệp du lịch của Thái Lan đã yêu cầu chính phủ mở cửa đất nước cho một số nhóm người nước ngoài để có thể thúc đẩy lĩnh vực đang gặp khó khăn này. Chính phủ Indonesia thông báo họ có kế hoạch sẽ cung cấp vaccine ngừa COVID-19 miễn phí cho người dân vào năm 2021. Giới chức Indonesia hy vọng rằng nước này sẽ nhận được 30 triệu liều vaccine COVID-19 vào cuối năm nay thông qua một thỏa thuận hợp tác với các hãng dược phẩm của Trung Quốc và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE để tiêm chủng cho 15 triệu người. Kế hoạch cung cấp vaccine nói trên sẽ do nhà nước chi trả và sử dụng dữ liệu của hệ thống chăm sóc y tế quốc gia làm cơ sở để quản lý. Tuy nhiên, nhằm giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước vốn đang ngày một thâm hụt, Indonesia cũng đề nghị những người có đủ khả năng chi trả, tự bỏ tiền túi để mua vaccine một cách độc lập. Theo một báo cáo y khoa mới được công bố, một bệnh nhân nữ mắc HIV vào năm 1992 rất có thể đã trở thành người đầu tiên trên thế giới khỏi bệnh mà không cần bất kỳ biện pháp ghép tủy đầy rủi ro hoặc điều trị thuốc men nào. Báo cáo do một đội ngũ chuyên gia nghiên cứu các tế bào máu công bố hôm 26 tháng 8 cho biết, các nhà khoa học đã phân tích 1,5 tỷ tế bào được lấy mẫu từ bệnh nhân Lauren Willenberg, 66 tuổi, sau khi cơ thể bà đã tự trị được HIV sau nhiều thập kỷ nhiễm virus thế kỷ. Kết quả xét nghiệm không phát hiện dấu vết của HIV trong các mẫu thử. Trước đó chỉ có 2 người được tuyên bố chữa khỏi HIV và cả 2 trường hợp đều trải qua các đợt cấy ghép tủy vốn dành cho điều trị ung thư. Tuy nhiên, bà Willenberg không cần áp dụng các biện pháp chữa trị nhiều rủi ro này. Các nhà nghiên cứu cũng cho biết HIV dường như bị cô lập bên trong cơ thể của 63 bệnh nhân khác, khiến chúng không thể tái sản sinh. Hưởng ứng trào lưu xây dựng vườn treo, một nhà kính nằm trên mái một nhà kho chứa đồ tại thành phố Montreal của Canada vừa được khai trương. Ở đây không chỉ trồng cà tím, cà chua nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn cung thực phẩm ở địa phương, mà công trình này còn được xác lập kỷ lục là nhà kính lớn nhất trên thế giới.
nhà kính do công ty nông nghiệp đô thị Lufa Farm khánh thành với diện tích lên tới 15.000 m2, tương đương diện tích của 3 sân vận động bóng đá. Đây là nhà kính áp mái thứ tư mà Lufa Farm xây dựng tại Montreal. Được vận hành hoàn toàn tự động, nhà kính mới này còn được trang bị một hệ thống tưới tiêu có khả năng thu gom và tái sử dụng nước mưa, giúp tiết kiệm lên tới 90% so với một trang trại truyền thống. Lượng rau quả thu hoạch mỗi tuần đủ cung cấp cho hơn 20.000 hộ gia đình. Tại Trung Quốc, một chiến dịch chống lãng phí thực phẩm đang diễn ra với sự hưởng ứng tích cực của người dân và cùng với đó là sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Chiến dịch này được thực hiện với sự hỗ trợ của ứng dụng Clear Plate, tạm dịch là dọn sạch đĩa trên WeChat. Người tham gia sau khi ăn sẽ chụp ảnh những chiếc đĩa trống trơn và đăng tải lên ứng dụng để nhận điểm thưởng. Điểm thưởng được tích lũy có thể được dùng để nhận quà như sách, điện thoại di động hoặc bữa ăn từ thiện dành cho trẻ em nghèo ở khu vực nông thôn. Phía công ty khởi nghiệp phát triển chương trình cho hay, mục đích của họ là kêu gọi tiết kiệm thực phẩm và mọi người có thể hình thành thói quen tránh lãng phí thực phẩm trên bàn ăn. Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp, nhà hàng, quán ăn đã đồng ý hợp tác với công ty để triển khai chương trình dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo AI này. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.